về đây chơi cái này này, này này. Vun. Vun. Đi về nhà. Ngồi đấy nhá. Không đi đâu nhá. Đứng ở đây đợi bác một tí nhá. Rồi, ở đây đợi bác nhá. Nó lại kề đây nhá. Ba về con nhé.
Hỏi em đó. Kể em ra nhé. Ôi trời. Trời. Vậy kia đây. Ui. Con ở đây với chị nhá. Mình đi làm một tí kia nhá.
giỏi thế. Ăn không? Ui, ngon ngon đấy. Thế thôi, ngồi xuống. Đúng rồi. Lấy cái khác. Thế con cắt tục. Ui, ui, to thế. Của em còn nữa. Ăn sẽ ăn được nào. Em phải ăn đi. Ăn đi. Quay sang kia thôi á. Quay đây nhìn em có ăn này. Đây này. Có nhìn em có ăn này. Lúc em có ăn giỏi quá rồi. Có chấm đây này. Chấm vào đây này. Đây. Bác chấm cho con đây. Chấm nhá, chấm miếng nhá. Ngon không? Em cầm luôn cả đĩa. Này nhìn em cầm. Đúng rồi. Quay ra chấm ấy, em này. Em đang chấm này. Đấy, em chấm để đẹp này. Em đang chấm ấy. Con chấm đi, chấm với em đi. Có chấm không? Sao hết rồi nhỉ? Sao? Ngon không? Ngon không? Ăn nhanh thế. Khô quá. Ôi rồi này. Hết rồi phải không? Để cho một miếng này. Để vào đấy đâu. Mẹ mang đi để nhá. Cho mẹ mang đi để nào. Đấy, con làm rơi này. Đấy. Mẹ lấy để nhá. Cho đĩa mẹ, cho đĩa mẹ. À. Nhanh nhá, ăn lên xong lấy bác đi mua quần áo cho con nhá. Đi không? Đi lấy dép là đẹp không? Đấy không? Đi lấy cả dép nhá. Đi không? Đi không? Ồ, cho chạ 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 luôn. Chạ chạ chạ. Ôi, ngã nhá, lấy đây đây đây. Ý, chứ ngã lên rồi. Ướt chạ. Bây giờ mình nghe thấy câu ướt chạ nha. Không? Ôi con đi xuống dưới chạy ố lâu. Thế đó chúng mình đi mua quả áo đẹp luôn. Đi mua quả mới không? Rồi để ô tô ở nhà nhá. Đi mua dép. Đi mua dép để đẹp nhá. Hello. Đi mua dép để đẹp luôn. Đi mua quần áo để đẹp luôn. Cái loại đấy á, nó loại đấy to quá, loại đấy không nhiều đâu.
Thế là hết hết sạch, không có loại khác này thì. Đẹp thế này, vừa này, nhìn này. Không được mất. Đâu đâu, nó cứ bảo ô tô. Thế nó thấy ô tô ở đâu? Bao luôn nhá. Bao luôn nhá. Ách chà. Áo như kiểu của này không chị em? Đồ bộ mùa hè. Lấy quần áo bộ đây thôi em ạ. À. Em lấy quần áo bộ đây thôi. Trong nhà nữa. Có lấy quần như này không? Quần như này mà được quanh năm đây này. Cái này là mấy? Cái bao nhiêu tiền? Một cái 25 nghìn. Còn quần như này thì có nhưng mà bé, ừ. Sợ bé. Mà người mà vừa in thì... Này không biết là còn chị có vụ chặt bé nhỉ? Hôm nay á? Ừ, chặt bé. Hôm nay được 11 cân. Bao nhiêu cân? 11 cân. 11 cân thì bé, bé. Tầm thế này thôi. Thì mà bé thì cháu không còn nhưng bé thì... Thế sao không mua bộ hè như này cho nó? Chị này muốn lấy quần áo giả tay cơ. Này to hơn đứa này, to hơn chân tay. Này, chân tay to hơn này. Quần này còn dính. Không sợ dài đâu. Bon gì mà. Thank you.
Đúng rồi chị ạ. Bye bye em bé. Bye bye nhá. Một quần áo mới về lớn này. Đi về đây ạ. Yeah.